Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị triển khai nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thành phố Lào Cai tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ. Dưỡng lão tự nguyện, ngôi nhà vui vẻ cho người cao tuổi. Trong phần tin quốc tế, dịch Covid-19 kéo lùi cuộc chiến chống đói nghèo ở châu Á và Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát tại huyện Simacai về việc đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa, phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Simacai báo cáo kết quả đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn, các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Huyện Simacai cũng kiến nghị có chính sách đặc thù về kinh phí bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa như Thành Cổ, xã Lùng Thần. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên các dự án khôi phục làng nghề truyền thống, bảo tồn vốn truyện cổ, dân ca, dân vũ, chữ viết của các dân tộc, hỗ trợ truyền dạy nghề đối với các nghệ nhân. Đánh giá cao kết quả đạt được trong nội dung này, đoàn giám sát đề nghị huyện Simacai cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, bảo vệ và gìn giữ giá trị về lịch sử, văn hóa của danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa trên địa bàn. Ngày 25 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 127 lãnh đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được tỉnh phân công giúp đỡ 127 xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Sau khi được phân công, hầu hết các cơ quan đơn vị đã thành lập tổ công tác triển khai nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh giao. Nhiều tổ công tác đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Chủ động tuyên truyền, quyên góp ủng hộ các xã tư liệu, kỹ thuật sản xuất, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở, trị giá hàng chục tỷ đồng. Hội nghị cũng đã quán triệt các kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và năm 2022. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ giúp việc lãnh đạo các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp được giao giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Ban dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Bảo Yên vừa tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các xã trên địa bàn, tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần: chào hỏi, trả lời câu hỏi tình huống và trắc nghiệm, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết về kiến thức pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ môi trường, luật giao thông đường bộ, luật khiếu nại tố cáo, luật bình đẳng giới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Xuân Hòa, giải nhì cho đội thi xã Phúc Khánh, đồng giải ba cho hai đội xã Yên Sơn và Vĩnh Yên. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1957, năm nay đã 65 tuổi, song bà Lý Sử Mẩy vẫn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình ở vùng cao Tà Trải, xã Tà Phìn, thị xã Sapa. Tiên phong trong chuyển đổi hình thức chăn nuôi và mạnh dạn thử nghiệm với giống cây trồng mới đã và đang giúp gia đình bà Mẩy có kinh tế khá giả. Lợn bị dịch bệnh nhiều, chăn nuôi không hiệu quả. Năm 2015, gia đình bà Lý Sử Mẩy làm chuồng trại để chuyển sang nuôi trâu bò sinh sản. Việc nuôi nhốt gia súc giúp gia đình bà quản lý được đàn vật nuôi và hạn chế dịch bệnh. Năm ngoái, gia đình bán một con trâu, một con bò, thu về 50 triệu đồng. Nhà tôi nuôi trâu bò thì cũng lâu rồi, nhưng ngày đấy chỉ nuôi một hai con thôi.
Châu bò cứ để ăn tự nhiên, tự lớn. Giờ nuôi nhốt sinh sản, vỗ béo thấy hiệu quả hơn vì mình chăm sóc được. Tôi cũng trồng được 0,5 hectare cỏ voi, đảm bảo thức ăn cho châu bò. Đưa về trồng trên đất Tà Chài từ năm 2021, chanh leo cũng là hướng đi mới đầy triển vọng của gia đình bà Mẩy. Hợp khí hậu, cây sinh trưởng phát triển tốt. Mùa quả năm nay sai hơn năm trước, mẫu mã đẹp và bắt đầu cho nguồn thu. Trước diện tích này trồng sắn, ngô vất vả mà thu kém. Vận động chuyển đổi thì tôi trồng thử chanh leo mà nó lên rất tốt, quả nhiều. Năm ngoái cũng được bán rồi, dự định mở rộng trồng thêm, làm cả bậc lên vườn để đón khách trải nghiệm hái quả nữa. Cách làm không mới, song hiệu quả như của gia đình bà Lý Sử Mẩy đã và đang giúp nông dân địa phương thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Bà con đã mạnh dạn chuyển đổi, thử nghiệm với các giống cây trồng mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả. Cô Mẩy đấy là vợ của chú Siệu, là một người nông dân tiêu biểu từ cái cách là chăn nuôi gia súc, nuôi nhốt và có trồng cỏ để làm dự trữ thức ăn cho châu bò, và cũng biết trồng những cái cây nó đem lại lợi nhuận và kinh tế cho gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Lý Sử Mẩy còn là người uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng người Dao xã Tà Phìn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa vừa tổ chức họp phối hợp triển khai công tác chuẩn bị giải marathon vượt núi quốc tế Sapa VMM 2022. Được tổ chức thường niên từ năm 2013, sau một năm bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, giải chạy marathon vượt núi quốc tế Sapa VMM sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 11 tháng 9 tới tại thị xã Sapa. Đến nay đã có trên 5.000 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó 15% là vận động viên người nước ngoài. Giải chạy VMM 2022 sẽ có các cự ly marathon đại chúng 10 km và 15 km, bán marathon 21 km, marathon 42 km, siêu marathon 70 và 100 km. Đặc biệt năm nay sẽ có thêm cự ly 160 km. Đây là cự ly lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Kết thúc giải chạy, ban tổ chức sẽ trích 50% kinh phí đóng góp từ các vận động viên cho dự án hỗ trợ dân sinh tại thị xã. 50% kinh phí còn lại sẽ được đóng góp cho Quỹ hỗ trợ y tế cho trẻ sơ sinh Newborn Việt Nam và Quỹ phẫu thuật nụ cười Operation Smile. Thưa quý vị và các bạn, không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai. Mùng 1 tháng 9 năm 1992, mùng 1 tháng 9 năm 2022 đang diễn ra sôi nổi rộng khắp tại các cơ quan, đơn vị, xã phường, khu dân cư, tổ dân phố. Đặc biệt, thời điểm này các công trình phần việc cho chương trình kỷ niệm đang gấp rút hoàn thành, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Nhiều ngày nay, việc tập luyện cho chương trình nghệ thuật 30 năm một chặng đường diễn ra chiều mùng 1 tháng 9 đang được các diễn viên chuyên và không chuyên gấp rút hoàn thành. Đặc biệt vào buổi tối cùng ngày, nhân dân cũng sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại quảng trường trung tâm thành phố. Chương trình cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Lào Cai. Chương trình này thì chúng tôi cũng mong muốn được đưa đến cho bà con nhân dân hiểu thêm nhiều về sự phát triển của thành phố sau 30 năm. Và với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ thành phố Hà Nội. Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập. Tại thành phố Lào Cai cũng sẽ có màn bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật Kết nối khát vọng xanh nằm trong khuôn khổ Festival Tinh Hoa Tây Bắc diễn ra vào tối 27 tháng 8 tại quảng trường trung tâm tỉnh, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Thời điểm này, việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách cũng đã sẵn sàng. 59 đơn vị đã tổ chức đóng góp tạo ra được nguồn kinh phí, tổ chức một cái đêm đúng đơn pháo hoa, tạo niềm vui, tạo hứng khởi, tạo niềm tin cho nhân dân xây dựng nhà cho những hộ cận nghèo, hộ còn nhà chưa đảm bảo. Trong dịp này thì chúng tôi đã làm được khoảng trên 40 cái nhà. Được phê duyệt danh mục 30 công trình chào mừng kỷ niệm, hiện 19 công trình đang gấp rút thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1 tháng 9, còn lại 7 công trình khởi công mới.
Các xã phường, khu dân cư, tổ dân phố cũng đều có các công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai. Người dân Lào Cai chúng tôi rất là mong đợi và chờ đợi những cái bước phát triển, cái thành tựu của thành phố Lào Cai cũng như cái con người Lào Cai thân thiện mến khách, thấy được cái sức vươn lên tỏa sáng của cái thành phố Lào Cai biên cương của Tổ quốc. Với tâm thế thi đua, các cấp ủy chính quyền và mỗi người dân thành phố Lào Cai đã và đang sẵn sàng chào đón kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ trong niềm hân hoan phấn khởi về một thành phố năng động, mến khách nơi biên cương của Tổ quốc. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Lào Cai sẽ bố trí sắp xếp ổn định cho 1.674 hộ. Đây là mục tiêu được đặt ra tại kế hoạch số 297 ngày 23 tháng 8 năm 2022 về bố trí sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo quyết định số 590 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có 1.635 hộ được sắp xếp di chuyển ra khỏi vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và 39 hộ sắp xếp dân cư vùng biên giới. Riêng trong năm nay sẽ sắp xếp nơi ở mới cho 90 hộ. Các hình thức sắp xếp là tập trung, xen ghép và ổn định tại chỗ. Sẽ có 10 dự án sắp xếp dân cư tập trung được khởi công mới để sắp xếp cho 633 hộ dân. Tổng kinh phí đầu tư cho cả giai đoạn là trên 266 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 257 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Mức hỗ trợ cho các hộ dân được thực hiện theo Nghị quyết 05 ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, sẽ hỗ trợ 80 triệu đồng một hộ đối với sắp xếp xen ghép, 15 triệu đồng một hộ đối với sắp xếp tập trung, 20 triệu đồng với hộ sắp xếp ổn định tại chỗ. Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động, mô hình dưỡng lão tự nguyện tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai đã trở thành mái nhà chung giúp nhiều người cao tuổi có niềm vui tuổi già. Mặc dù được các con cháu chăm sóc chu đáo, nhưng cụ Nguyễn Thị Sáu ở thị trấn Bát Sát vẫn đăng ký tham gia mô hình dưỡng lão tự nguyện tại Trung tâm Công tác Xã hội. Tại mái nhà chung, những âu lo tuổi già đều bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là niềm vui sống. Tôi ở nhà mình buồn, thế cho nên là tôi vào trung tâm đây được cán bộ trung tâm các anh các chị phục vụ ăn nơi ăn chốn và ăn uống đầy đủ. Ở đây là vui, và hai nữa là ốm đau đã có cán bộ ở đây trung tâm phục vụ. Từ 4 thành viên ban đầu, đến nay ngôi nhà vui vẻ của dịch vụ dưỡng lão tự nguyện đã tăng lên 10 thành viên và chuẩn bị đón thêm 5 thành viên mới sau khi hoàn thiện khâu thẩm định hồ sơ. Với mức kinh phí tự nguyện khoảng 3-6 triệu đồng một tháng tùy dịch vụ chăm sóc, những thành viên được chăm lo về mọi mặt từ sức khỏe đến đời sống tinh thần. Các cụ có bệnh nền đây thì sẽ thường có chế độ ăn riêng. Các cụ sẽ ăn nhạt hơn những cái người khác để đảm bảo cho cái tim mạch nó tốt hơn. Tức là một ngày mình sẽ đo huyết áp cho cụ là 2 lần, sáng và chiều, để mà kịp thời cập nhật những cái biến động của các cụ để mình kịp thời đưa cụ đi khám. Ngoài cái công tác thăm khám chữa bệnh này, rồi là công tác về dinh dưỡng, thì các cụ sẽ tập luyện theo cái chế độ vận động nhẹ nhàng thôi, là tùy từ sức khỏe của mỗi cụ. Trung tâm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cái lĩnh vực này, về cái mô hình này. Chúng tôi đang nghiên cứu, tới đây sẽ bổ sung vào, đó là cái bán trú cho các cụ. Ví dụ như là các cụ mà buổi sáng con cái đưa các cụ vào đây sinh hoạt chung cùng với tất cả người cao tuổi trong trung tâm. Thế sau đó hết buổi chiều các con có thể đến đón các cụ về sinh hoạt chung cùng với gia đình. Vừa gắn kết gia đình và vừa có cái mặt hỗ trợ về mặt tinh thần cho các cụ. Trong nhịp sống hiện đại, con cái vì bận bịu công việc hoặc đi làm ăn xa không có điều kiện chăm sóc tốt cho bố mẹ mình. Mô hình dưỡng lão tự nguyện được hình thành và phát triển sẽ tạo môi trường sống phù hợp và ý nghĩa cho người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Tiếp theo chương trình, các thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian tiếp theo trong xét tuyển đại học năm 2022. Trong phần tin thế giới, công nương Diana, huyền thoại bất tử trong lòng công chúng thế giới.
Sau khi thí sinh kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh những mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học cao đẳng. Theo đó, thí sinh cần lưu ý việc hoàn thành thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 đến 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng lọc ảo. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ tháng 10 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung vào các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Trong MV do ban nhạc The Mofas thực hiện mới đây với tên gọi Stay With Me đã lấy bối cảnh hoàn toàn tại Sapa. Nhiều khán giả nhận xét rằng những lời ca ngọt ngào của Stay With Me khi được lồng ghép với hình ảnh đẹp đến mơ màng của Sapa lại mang đến một cảm giác bâng khuâng đến lạ. Những ngôi nhà nằm giữa thung lũng, những mảnh ruộng bậc thang kỳ vĩ, những đám mây uốn lượn trên đỉnh núi và những đám mây mù che phủ mờ sương khiến người xem đôi khi phải sởn da gà vì loạt khoảnh khắc đẹp đến sững sờ. Được biết, ngoài Sapa, lần này ba thành viên của The Mofas đồng thời thực hiện ba MV cover quay tại ba điểm đến khác tại Việt Nam, gồm Hạ Long, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đại dịch COVID-19 đã kéo lùi cuộc chiến chống đói nghèo ở châu Á và Thái Bình Dương ít nhất 2 năm và nhiều nơi tại khu vực này sẽ khó khăn hơn trước để thoát đói nghèo. Theo báo cáo, các chỉ số chính châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB mới công bố, tăng trưởng kinh tế của khu vực năm nay được chờ đợi sẽ giảm bớt tình trạng nghèo đói cùng cực, mức sống ở dưới mức 1,9 đô la Mỹ một người một ngày, xuống mức đáng lẽ sẽ đạt được vào năm 2020 nếu đại dịch COVID-19 không xảy ra. Báo cáo cho biết đại dịch đã làm gián đoạn xu hướng giảm nghèo lâu dài ở châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu bởi tỷ lệ thất nghiệp cao và việc hạn chế tiếp cận với mạng lưới an sinh xã hội. ADB nhận định người nghèo và những người dễ bị tổn thương là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19. Theo báo cáo, đến năm 2030, tỷ lệ nghèo cùng cực tại châu Á-Thái Bình Dương dự kiến giảm xuống dưới 1%. Bộ Y tế Singapore cho biết nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 29 tháng 8 tới, do tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đã ổn định hơn. Theo đó, người dân đảo quốc Sư Tử sẽ không phải đeo khẩu trang trong không gian kín, trừ trường hợp trên phương tiện giao thông công cộng và những nơi có nguy cơ cao như các cơ sở chăm sóc y tế. Bộ trên cũng cập nhật các quy định đối với du khách không tiêm phòng, giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày. Từ đầu năm nay, Singapore đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch COVID-19, trong đó có hạn chế đi lại. Theo Bộ trưởng Y tế, ông Yi Kung, khoảng 70% trong số 5,5 triệu dân đảo quốc này đã mắc COVID-19 và khả năng tái nhiễm là rất thấp. Trong loạt hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày mất của công nương Diana, HBO đã ra mắt bộ phim tài liệu với tựa đề The Princess của đạo diễn F. Perkins, trong đó sử dụng tư liệu quý giá về cuộc đời của bà. Tháng 8 này đối với nhiều người trên khắp thế giới là một dấu mốc không thể quên. Vào ngày 31 tháng 8, cách đây 25 năm, công nương Diana, huyền thoại bất tử trong lòng công chúng, đã đột ngột qua đời ở tuổi 36 trong một vụ tai nạn giao thông. Tuy một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng những câu chuyện hạnh phúc lẫn khổ đau về cuộc đời của bà vẫn là nguồn đề tài bất tận cho lĩnh vực sách báo, truyền hình, điện ảnh hay nhạc kịch. Ngoài ra còn có Spencer, một bộ phim về cái kết đầy biến động trong cuộc hôn nhân giữa thái tử Charles và công nương Diana, hay series phim truyền hình The Crown, đình đám trên Netflix cũng tập trung vào công nương Diana trong những phần phim gần đây. Nằm cách thủ đô Amsterdam 120 km, ngôi làng bé nhỏ Zeton được biết đến như viên của Hà Lan với hệ thống kênh đào chằng chịt và hàng trăm cây cầu gỗ. Ngôi làng được xây dựng khoảng năm 1230 bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư. Những hình ảnh ấn tượng của ngôi làng cổ Zeton sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.